anh ta biết là nướng mấy con mực là cầm lên cho kể là đủ mắt một tỷ nướng con mực kia mắt không mực nướng con mực nè ăn đi cho bớt thẳng thấm không nó thấm bụng thôi ừ ăn chưa và để bên hông ừ nước mắm thì ai ơi ăn chua quá bị đau ruột cái nước chua chua đó em làm cho mình nước mắm cái bằng ngon vậy hả nước chua của em của mẹ á em đổ với mắm cái ngon ghê á cho mấy mắm cái bà vừa ăn cái này đã rồi mắm cái kia nước bự lên đó đó hồ cá nhiều đi ngang qua tanh nước tanh vậy là có người cũng quậy á nước sân bay. Nước sân bay. Kẹp với cái này vô ngon. À. Nước bánh tráng là kẹp vô nó à. Cái này nè. Cá nhiều dạ. Rồi. Biết rồi. Ăn cách mười mấy ăn gì trước. Tự nhiên anh nhớ tới cái món này. À. Tôi có một phương làm bánh mà. Nhiều quá không biết làm sao mà giờ nghỉ món ra làm. Thì món này mình em cũng biết mà mình chiên lên mình gia vị rồi mình dồn rồi mình chiên. Mà nó già quá không nó chài được à. Chắc mình để nó già vậy. À, nó có mùi. Mới vừa bào mà. Mới vừa bào mình để qua đêm. Nắng nó màu ê lắm. Mùi hôi ê, mùi ê. Bắp á. Ừ. Mà nó chè ra lại dở đó. Nó chè có cái mùi ê đó, ăn thấy bà nội luôn, ăn tới 8 lạng chưa hết nồi chè nó. Ăn mắc mối. Mắc mối. Nó làm ăn cay á, có ịn trong nó có ơn, cắt thua lạng. Vậy cái này làm đồ chai cúng được nè. Ừ, cho mùng 1 á, cái đem chiên ra với lại rau sống á, sao bớt hơn nữa. Thấy đem chiên nhà bà Đào. Ăn thôi là ăn. Làm chưa? Làm rồi. Thịt luộc có cứ. Cảm ơn em ấy.